Vâng, xin kính chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của đội bóng U35 Kiên Lương. Hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến anh em một số hình ảnh trận giao hữu bóng đá giữa U35 Kiên Lương và U35 xã Thành Mỹ Tây của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đối với đội bóng đá U35 Kiên Lương thì sau nhiều năm hoạt động, trong những ngày qua thì đội đã có tái thiết lại và tập trung anh em lại để đá thường xuyên hơn. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động giao lưu thi đấu bóng đá với các đơn vị bạn. Và trong trận đấu hôm nay thì diễn ra 3 hiệp, do đội bạn có rất là nhiều cầu thủ tham gia trận thi đấu hôm nay nên ban tổ chức đã quyết định là sẽ thi đấu 3 hiệp để các cầu thủ của xã Thành Mỹ Tây đều được tham gia thi đấu. Đối với huyện Kiên Lương thì mặc dù thành phần đội hình ra sân có rất ít cầu thủ nhưng đội cũng đã cố gắng thi đấu hết 3 hiệp. Về diễn biến của trận thi đấu hôm nay thì mặc dù đội bóng U35 Kiên Lương tổ chức được nhiều cơ hội hơn, song đội bóng của xã Thành Mỹ Tây mới là người đã ghi bàn thắng trước. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì đội bóng xã Thành Mỹ Tây đã dẫn trước đội U35 Kiên Lương với tỷ số 1-0. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai thì đội bóng xã Thành Mỹ Tây đã tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0. Và ngay sau đó thì đội bóng U35 Kiên Lương cũng đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Bước sang hiệp thi đấu thứ ba thì hai đội mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn có nhiều pha bóng rất là hay, ăn miếng trả miếng với nhau. Điều đặc biệt ở trận đấu này là đội bóng U35 Kiên Lương mặc dù đã nhận được hai quả penalty nhưng các cầu thủ của U35 Kiên Lương đều không ghi được bàn thắng. Cũng phải ghi nhận là ở trận đấu này thì thủ môn của đội bóng U35 xã Thành Mỹ Tây thi đấu rất là tốt, anh có những pha cản phá rất là tốt. Nếu không có sự xuất sắc của anh ta thì có lẽ là đội bóng xã Thành Mỹ Tây đã phải chịu thua rất là nhiều bàn thắng. Và đây là một trong những quả penalty không thành công của đội bóng U35 Kiên Lương. Vô gà, thấy khương gà. Đây là một cú sút phạt rất là tốt của cầu thủ mang áo số 94 của U35 Kiên Lương, nhưng thủ môn của xã Thành Mỹ Tây đã xuất sắc cản phá được. Chúng ta xem lại cú sút và pha cứu thua của thủ môn xã Thành Mỹ Tây. Trên tinh thần thi đấu giao lưu học hỏi lẫn nhau thì kết thúc 3 hiệp thi đấu, hai đội bóng U35 Kiên Lương và U35 của xã Thành Mỹ Tây đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Kết thúc 3 hiệp thi đấu, hai đội bóng U35 Kiên Lương và U35 xã Thành Mỹ Tây đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Đây là một trong những trận giao hữu rất đặc biệt và cũng rất có ý nghĩa đối với hai đội bóng, nhằm tạo cho các cầu thủ có dịp giao lưu, thi đấu, học hỏi lẫn nhau và trên hết là rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và công tác tốt hơn. Được biết thì trong thời gian tới hai đội sẽ có một trận thi đấu lượt về trên sân nhà của đội bóng xã Thành Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và trong trận giao hữu sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.